nào xoay trở và cũng chẳng phải đề phòng gì. Mình vẫn sẽ an toàn tuyệt đối đến tận sáng mai, vì mình dùng Whisper dài đặc biệt cho ban đêm. Dài hơn, ngăn không cho thấm ngược ra sau. Không phải đối chồng hai băng cho an toàn. Lưới Dryweave trải rộng ra hai cánh, ngăn không cho thấm ra hai bên. Thật sạch và khô ráo. Không cần chuẩn bị gì khác ngoài Whisper ban đêm. Dù đã xoay trở nhiều, buổi sáng thức dậy bạn thấy đấy, mình vẫn an toàn tuyệt đối. Whisper dài đặc biệt cho ban đêm, xoay trở tự do, thức dậy thoải mái.